Ở trong học nhá, mà máy ngoài xì hot mầm luôn, xì bằng điện thoại kích nhá, hot luôn, ra giọng luôn. Cả đôi bên trái là con mái và bên phải là con trống nhá. Về anh em ghép thành cặp là có chim sẵn chim chơi này các con này. Này xì mái tiếp anh xem nhá. Xì cái hot ngay. Vừa mới về nha anh em nhé. Cả đôi cho anh em về sẵn chơi. Đấy, anh em kết thì alo cho em. Bây giờ em sẽ quay sát bóng bộ nhé. Đây, quay con trống cho anh em trước này. Nó lại đứng xuống đây rồi. Em không thể quay được rõ chân mỏ cho anh em. Đây là con mái nha anh em nhé. Chim vừa về anh em nhìn lông lá này. Lông lá nó bình nguyên. Mai sáng mai mới tắm rửa cho chúng nó. Cả cặp rất là đẹp luôn các bác nhé.